kênh. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh của mình. Hôm nay tiếp tục chia sẻ cái chiếc máy DC 105X các bạn. Thì anh Tuấn Anh đang lái chiếc máy 105X các bạn. Bữa nay thì anh chạy lúa nhà luôn nha. Đây là cái cánh đồng mình làm lúa 54-51 đó các bạn. Bắt đầu anh Tuấn Anh anh lái chiếc máy anh xíu anh cắt này. Rồi mình cũng xem cái cảnh thu hoạch lúa tại miền Tây quê mình nha các bạn. Giá lúa thì cái miếng ruộng bên kia người ta bán được lúc lấy cọc là 750 đồng, nghe nói là cắt sớm bớt 100 đồng các bạn, còn là 7.450 đồng một ký nha. Hiện tại bữa nay thời tiết khá là đẹp các bạn. Đàn lúa thì ở phía trong này có là những bụi cây bơm nước ra tôi nghe hết. Lúa sập này thì cắt nó hơi lâu các bạn, anh tài xế chạy đất nhà nữa nên chạy rất là kỹ nha. Lúa này nó mới sập đây các bạn, giờ sập là bắt đầu lúa nó chín rồi, không có bị lép nha. Dàn lúa đây mần rất là trúng luôn, xung quanh ta làm 17, 18, 19 bao còn công không, bao thì trên 50 kg các bạn. Này là hiện tại mình đang chia sẻ lúa 54-51 vụ 3 các bạn.
mà mình cứ đông chân. Quay YouTube. Một idol TT các bạn, bấm vô TT các bạn thấy tiếng Anh và thấy cái trang của anh nè. Cái trang là thằng Hugo chết á. Trời ơi, trúng xỉu luôn. Gần xong cái miếng biển rồi các bạn. Rồi đất của anh ở ngoài kia rất là rộng, mấy chục công luôn. Đất ở trong mấy trước còn cho máy kéo ra vô dễ nha. Máy cũng đã thu hoạch xong cái miếng biển trên đây các bạn, mình cũng xin kết thúc video nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem, các bạn thấy ngay cho mình một like và ký kênh nha các bạn. Mình sẽ di chuyển qua cái đồng khác và chia sẻ clip tiếp theo cho các bạn.